ngủ như thế nào để được gọi là đúng, thoải mái, lấy nhiều năng lượng cũng như là cơ thể trao đổi chất tốt hơn, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến giờ đi ngủ. Biết rằng là rất là nhiều công việc bộn bề, tuy nhiên nếu mà các bạn nào mà kết thúc được công việc sớm đó, thì chúng ta hãy ngủ vào cái giờ là 21 giờ là thời gian tốt nhất để cơ thể trao đổi chất. Nhưng mà công việc nhiều quá thì thôi, chúng ta ngủ ở mức thứ hai đi, 23 giờ các bạn nha. Chúng ta phải ngủ ở giờ đó để cơ thể của mình trao đổi chất, cũng như là nạp lại nhiều năng lượng hơn để ngày mai chúng ta còn làm việc nữa. Vấn đề thứ hai mà chúng ta cần lưu ý, loại bỏ hết tất cả công việc, tất cả suy nghĩ ra khỏi cái đầu của mình đi. Sau khi nằm xuống là chúng ta phải ngủ bằng tâm trước, chúng ta phải để tâm cho mình ngủ trước, sau đó mới dần dần tới cái mắt của mình ngủ sau. Chứ nếu mà các bạn đem theo một núi công việc, một núi suy nghĩ thì dù có leo lên giường sớm các bạn cũng không thể nào ngủ sớm được. Và cái thứ ba các bạn cần phải chú ý, dậy sớm để thành công, câu đó luôn luôn đúng. Dậy sớm là thời gian từ 4 cho đến 6 giờ sáng, thì chúng ta có thể dậy từ khoảng thời gian đó chúng ta tập thể dục một chút xíu nè để tỉnh táo, lấy lại tinh thần, nạp thêm năng lượng cho mình, rồi chúng ta ăn sáng và chúng ta có nhiều thời gian hơn để làm việc, để suy nghĩ những cái công việc của mình tốt hơn. Còn các bạn mà ngủ trưa cơ thể mình mệt mỏi lắm, chứ không phải là ngủ nướng ngủ trưa là khỏe mạnh như các bạn nghĩ đâu. Các bạn thử đi, so sánh hai ngày khác nhau các bạn sẽ biết ngay. Thứ năm chúng ta cần phải nói đến đó là giấc ngủ trưa nha. Giấc ngủ trưa vô cùng quan trọng, nên các bạn cần phải ngủ trưa, và thời gian ngủ trưa của chúng ta bắt đầu từ 12 giờ. Chỉ cần 3 phút thôi mà nó bằng tới 2 tiếng đồng hồ các bạn ngủ lần đó. Vì vậy hãy tranh thủ 5 đến 10 phút để chúng ta có một giấc ngủ trưa, nạp thêm năng lượng cho một buổi chiều hoạt động các bạn nha. Và cái tiếp theo chúng ta cần phải nói đến đó chính là cách ngủ. Ngủ như thế nào để được thoải mái, nghiêng bên nào để được cơ thể nó thoải mái hơn, thì chúng ta phải nghiêng bên phải các bạn nha. Nằm nghiêng bên phải, người ta nghiên cứu rồi, nghiêng bên phải thì người ta nghiên cứu là cơ thể mình sẽ thoải mái hơn, chúng ta sẽ có một giấc ngủ sâu và ngon hơn. Là chúng ta nằm ngửa hoặc nghiêng bên trái nó không tốt cho cơ thể của mình. Mình là gì? Hãy follow mình nhé để mình có động lực ra những video tiếp theo. Xin chào.